thịt bạch xà. Ngày xưa, có một vị vua nổi tiếng thông minh, học rộng biết nhiều, được thần dân vô cùng yêu mến. Nhà vua có một thói quen rất kỳ lạ, đó là cứ vào mỗi bữa ăn tối, một người hầu cận sẽ bưng vào cho vua một món ăn duy nhất. Món ăn mà thậm chí người hầu này cũng không biết là món gì, cho đến một ngày. Không biết trong cái khay thức ăn này có gì đây nhỉ? Chắc hẳn là sơn hào hải vị có một không hai trên đời rồi. Mình chỉ nhìn một lát cho thỏa tính tò mò thôi. Nghĩ vậy, người hầu đã cắt thử một miếng thịt rắn, bỏ lên miệng nếm thử xem sao. Nhưng thật kỳ lạ, khi anh vừa cho thức ăn vào miệng, thì tai anh nghe thấy tiếng chim hót líu lo, rõ ràng hơn bao giờ hết. Này anh bạn, anh có biết gì không? Hả? Thật là kỳ lạ, mình lại còn được nghe cả tiếng chim thế này. Này, cái nhẫn quý của hoàng hậu bị mất, có mà tìm loạn lên cũng chả thể thấy đâu nhỉ? Tại con vịt xám trong lúc đói đã nuốt nhầm cả chiếc nhẫn vào bụng nó rồi chứ sao? Hóa ra chỉ ăn một miếng thịt con rắn trắng mà có thể giúp mình hiểu được tiếng nói loài vật ư? Vậy là anh lính ngay lập tức ra ngoài hồ bắt con vịt xám và lấy được chiếc nhẫn quý. Anh đem nó trả lại cho hoàng hậu. Tốt lắm, nhà ngươi muốn ta ban thưởng cho nhà ngươi cái gì, tiền bạc hay chức tước gì ta cũng có thể cho nhà ngươi được. Dạ thưa nhà vua, thần chỉ xin nhà vua ban cho thần một con ngựa để đi du du đó đây, trải nghiệm cuộc sống và ngắm cảnh non nước diễm lệ thôi ạ. Thôi được, ta sẽ chiều theo mong muốn của nhà ngươi. Vậy là một mình anh một ngựa, anh dong duỗi đi qua nhiều nơi. Đến đâu, anh cũng dừng lại ngắm nhìn phong cảnh và ghi chép những điều anh thấy vào một cuốn sổ nhỏ xíu anh để trong túi. Lần ấy, anh đi qua một cái hồ nhỏ. Thôi, thế là đời chúng ta đi đâu rồi? Tại sao lại vô tình để mắc vào chiếc lưới này cơ chứ? Tội nghiệp, ta sẽ giải thoát cho chúng mày nha. Hãy trở về với bể rộng sông dài của chúng mày. Cảm ơn ân nhân, nhất định sẽ có ngày chúng tôi báo đáp ơn này. Người lính lại tiếp tục cuộc ngao du của mình. Anh xuống ngựa khi nghe thấy tiếng khóc não nề. Lát nữa khi chiếc xe ngựa đi qua thì làm sao mà đại gia đình chúng ta chạy kịp cơ chứ? Kiểu gì chẳng có anh em ta phải bỏ mạng nơi đây. Xin đa tạ công ơn cứu mạng của ân nhân, nhất định chúng tôi sẽ có ngày báo đáp. Dạ, hôm nay ta cũng đã đi được một đoạn đường dài rồi, giờ hẳn ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã. Đừng sợ, đã có tôi. Một thời gian sau, anh lính đã đi đến một kinh thành diễm lệ, có trăm hoa đua nở. Kinh thành nằm ngay sát một bờ biển nước xanh ngắt, có bờ cát vàng óng ả. Kinh thành này đang diễn ra một sự kiện rất hệ trọng. Nhà vua muốn kén rể cho công chúa. Bất cứ ai muốn trở thành con rể của nhà vua thì phải trải qua một nhiệm vụ khó khăn, mà nếu người đó không thực hiện được thì sẽ phải bỏ mạng. Chàng lính đi đến vườn Thượng Uyển. Trước mắt chàng là nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy công chúa, chàng đã ngay lập tức phải lòng nàng. Thưa đức vua, tôi sẵn sàng trải qua mọi thử thách để có thể cưới được công chúa ạ. Được, nhưng ta nhắc lại, nếu không vượt qua được thử thách thì chẳng những nhà ngươi không cưới được công chúa, mà đến mạng của mình nhà ngươi cũng không giữ được đâu. Dạ vâng, thưa đức vua. Được, vậy người đâu, mau đưa chàng trai này lên thuyền rồi dẫn ra khơi cho ta. Đức vua hạ lệnh cho anh phải lấy được chiếc nhẫn quý người mới bị làm rơi khi đi chu du qua biển này. Nếu trong ngày hôm nay anh không tìm thấy thì lập tức anh bị ném xuống. Hả? Nước biển mênh mông thế này thì làm sao mà ta có thể tìm thấy được chiếc nhẫn đây? Có lẽ nào ta lại phải bỏ mạng nơi này chứ?
Ăn nhân, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp. Là chiếc nhẫn quý của nhà vua đây sao? Cảm ơn cá nha. Khá lắm chàng trai, nhưng chớ vội mừng. Ngươi hãy ra phía sau vườn đi, có một thử thách khác đang đợi nhà ngươi. Trong đêm nay, trước khi mặt trời ló rạng, nhà ngươi phải nhặt xong tất cả những hạt kê trong khu vườn này, rồi để gọn thành những đống bằng nhau. Nếu ngươi để sót lại một hạt nào thì cũng sẽ bị chém đầu ngay. Trời ơi, hạt kê vừa nhiều vừa nhỏ thế này thì ta nhặt bao giờ mới hết đây? Quá mệt mỏi sau một ngày nhiều biến cố, chàng lính dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Và khi giật mình, chàng tỉnh dậy. Hả? Là các bạn kiến đã tới đây giúp đỡ ta ư? Cảm ơn các bạn nha. Rất tốt, chàng trai gan dạ và tài ba. Nhưng ta còn có một yêu cầu nữa. Đó là ngươi hãy mang về cho công chúa quả táo vàng từ cây sự sống. Công chúa từ nhỏ đã lãnh cảm, ít nói, ít cười. Ta nghe nói, nếu như ai được ăn quả táo vàng ấy, thì trái tim của họ sẽ tràn ngập tình yêu. Ta đã đi biết bao nhiêu nơi, hỏi biết bao nhiêu người rồi, nhưng không một ai biết về cây sự sống hết. Chúng tôi là ba chú chim con mà ân nhân đã cứu đó. Chúng tôi nay đã lớn, thấy ân nhân đi tìm quả táo vàng nên ngày đêm không nghỉ bay đến tận cùng thế giới là nơi có cây sự sống để hái quả táo này. Hả? Cảm ơn chim, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chàng lính đã mang được quả táo vàng từ cây sự sống về cho công chúa. Công chúa sau khi ăn trái táo thần kỳ, trái tim nàng ngập tràn tình yêu đối với người lính trẻ. Họ cưới nhau ngay sau đó và sống hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau. Nhành lan vũ nữ. Ba còn mệt, sao không nghỉ cho khỏe hẳn đã? Nhỡ bệnh tình tái phát lại thì làm sao? Một ngày không ra đây là ba cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Ba ơi! Ba anh bị tai biến nhẹ, hiện tại ông phải nghỉ ngơi. Gia đình nên chú ý tránh nắng gió. Nếu có hiện tượng gì bất thường thì gọi ngay cho chúng tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ba dậy ăn ít cháo cho đỡ mệt. Đã gần một tuần nay ba chưa ra thăm vườn lan, không biết chúng thế nào rồi. Còn đưa ba ra ngoài vườn có được không? Ba còn rất yếu, bác sĩ đã dặn kỹ là ba cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ba cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, còn vườn lan cứ giao cho con chăm sóc. Lan ưa ẩm và bóng râm, nhưng mà cũng cần có đủ ánh sáng đó con à. Dạ, ba nghĩ đi, con biết mình phải làm thế nào mà. Sao lại có một cái cây còi cọc héo úa thế này nhỉ? Cây thế này làm sao sống được chứ? Xem này, có chuyện gì mà con có vẻ sốt sắng vậy? Thành phố tổ chức cuộc thi hoa phong lan thành phố đấy ạ. Ba con mình cùng tham gia nhé. Con tin ở thành phố này không có vườn phong lan nào đẹp như vườn phong lan nhà mình. Ba trông cậy vào con đó. Chứ ba như thế này chỉ ngồi cổ vũ con thôi. Ba cứ yên tâm, con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Ừ,
quái lạ. Cây lan vũ nữ bà treo ở gốc kia đâu rồi nhỉ? Lan vũ nữ ư? À, có phải cái cây lan còi cọc eo uột, héo úa ở gốc kia không ba? Ừ, đúng rồi. Có ông bạn miền núi tặng ba đấy, quý lắm. Ba quên không dặn con chăm sóc nó cẩn thận. Ôi trời ơi, cây lan đấy eo uột thế. Sống làm sao được mà chăm lo cho phí công hả ba? Con vứt nó đi lâu rồi. Con, trời đất. Bà thấy đấy, giỏ hoa nhà mình nổi bật nhất giữa hội thi, chắc chắn sẽ đoạt giải. Con trai của bà cũng có tài chăm sóc cây cảnh lắm đấy chứ. Chào anh, anh có phải là người sở hữu vườn lan lớn nhất thành phố không? Chúng tôi đã nghe kể rất nhiều về anh. Vâng, là tôi đây. Đây là ba của tôi. Dạ, chào ông. Quả đúng như là lời đồn, cây lan nhà anh thật là độc đáo. Đúng vậy, chắc hẳn anh đã phải mất rất nhiều công sức để chăm sóc nó. Đúng, dĩ nhiên là thế rồi. Ông ấy là ai vậy nhỉ? Chậu lan mới tuyệt làm sao? Đúng vậy, một loài lan quý hiếm. Kì có phải là ông Minh cùng phố với nhà mình không ba? Sao ông ấy lại có được cây lan độc lạ như thế cơ chứ? Ông ấy đâu phải có điều kiện lắm đâu. Chào mọi người. Chào ông. Vỏ lan của ông đẹp quá, một vẻ đẹp kiêu sa, tinh tế. Ông có thể tiết lộ cho chúng tôi biết đây là loại lan gì không ạ? Cây lan đẹp quá. Trước tôi cũng có một cây lan vũ nữ. Đáng tiếc là nó đã bị sâu bệnh nên bị vứt đi có đúng không? Sao bác biết ạ? Đây là cây lan còi cọc sâu bệnh mà bác đã nhặt được ở cổng nhà cháu khi cháu vứt bỏ nó đó. Không thể nào, không thể như thế được. Cây lan đó, chẳng phải sâu bệnh nặng rồi ư? Sao giờ? Con trai, con có biết nhiều vỏ lan xinh đẹp trong vườn nhà ta, có nhiều cây cũng đã từng là những gốc lan khô héo hay sao? Con tiếp quản vườn lan của ba, khi cây nào cũng tươi tốt, ra hoa rực rỡ. Con không biết là... Con à, vẻ đẹp luôn được tạo ra từ đôi bàn tay cùng sự nhẫn nại, tận tâm của con người. Đừng bao giờ từ bỏ điều gì khi vẫn còn hy vọng. Con hiểu rồi ạ. Cô tiên nhỏ. Mẹ ơi, chơi cầu lông với con đi. Con không thấy mẹ đang bận à? Con vào rủ ba chơi đi. Ba, ra chơi cầu lông với con. Ba đang bận lắm, con chơi một mình đi. Chơi cầu lông phải hai người chứ ba, một người chơi sao được. Ba ra chơi với con đi. Đi mà ba. Thế con chơi trò khác đi, chơi máy bay điều khiển từ xa ấy. Cái máy bay ấy hỏng rồi còn đâu, ba không nhớ hả? Thế à. Để ba vẽ nốt cuốn truyện tranh này, rồi ba nhận tiền về mua cho con chiếc máy bay thật xịn, chơi hoài không hỏng được không? Thôi ra ngoài chơi nha. Mưa rồi, vào nhà đi con, nhanh kẻo ướt. Trời kiểu gì thế không biết, đang nắng đẹp thế mà lại mưa. Phơi quần áo ra rồi lại phải thu vào hết cả ngày. Ô, cậu là ai? Tớ ấy hả? Tớ là cô tiên nhỏ. Hay nhỉ, cậu là tiên cơ đấy. Mà sao cậu lại ở đây? Cánh tớ bị mưa ướt, không bay được nữa, nên tớ đành đáp xuống đây một lúc. Cậu vào nhà tớ, tháo đôi cánh ra mà hông cho khô. Nhà tớ ấm lắm, một lúc là khô hết à. Thật hả? Thế thì hay quá. Cậu có biết chơi cờ vua không? Tất nhiên là biết rồi. Thế thì chơi với tớ, tớ chơi cờ siêu lắm. Xem cậu thắng nổi không? Chờ xem. Ăn vua nha. Trời. Yeah, tớ thắng rồi. Lần này chơi cờ caro đi. Món này chắc cậu không thắng được đâu. Dám chơi không? Sao không dám? Chơi thì chơi. Chơi với cậu vui thật,
Ở nhà ba mẹ tớ suốt ngày bận đi giúp đỡ mọi người, chẳng có ai chơi với tớ cả. Ba mẹ tớ cũng chẳng chịu chơi với tớ. Có cậu chơi cùng thật là vui. Kim ơi, ra ăn cơm con. Dạ. Cậu ra ăn cơm với tớ. Tớ là tiên mà. Tiên không ăn cơm đâu. Cậu ra ăn đi. Thế tớ ra ăn một ít thôi rồi vào ngay. Chúng mình lại vẽ nốt bức tranh. Cậu đừng đi đâu nha. Ừ, tớ không đi đâu đâu. Không được đi đâu đấy. Ừ, không đi đâu mà. Ăn gì mà nhanh thế con? Con no rồi. Chắc cậu ấy mệt quá nên ngủ quên mất. Ôi, đôi cánh của mình đâu rồi? Không thấy. Không thấy. Không thấy. Đôi cánh của tớ đâu rồi? Sao cậu khóc? Đôi cánh của tớ đâu mất rồi? Không có cánh, tớ không về nhà được mất thôi. Cậu đừng khóc, cậu ở đây với tớ cũng được. Nhà tớ có rất nhiều đồ chơi, chúng mình lại chơi cờ vua. Rồi chờ trời nắng tớ sẽ chỉ cho cậu chơi cầu lông nữa, được không? Tớ muốn về nhà cơ. Nhưng cậu nói ở nhà không có ai chơi với cậu mà. Chẳng phải ở đây chơi với tớ vui hơn sao? Nhưng tớ nhớ ba mẹ lắm. Hôm qua ba tớ hứa sẽ dạy tớ làm phép. Cùng mẹ tớ tối nay sẽ làm món bánh bằng bột tiên vô cùng ngon luôn. Không thấy tớ về chắc ba mẹ tớ lo lắm. Tớ trả cậu đôi cánh nè. Ôi, đôi cánh yêu quý của tớ. Cậu đã giấu nó hả? Ừ, tớ xin lỗi nhé. Cậu mau về nhà đi, kẻo ba mẹ mong. Thế, tớ đi đây. Trước khi đi, tớ sẽ tặng cậu một món quà. Tạm biệt cậu. Tạm biệt. Kim ơi, ra ngoài chơi cầu lông với ba. Thật không ba? Ba không phải làm việc nữa ạ? Ba nghĩ lại rồi, công việc có thể chờ ba, còn con trai ba thì không thể chờ được. Con sẽ lớn nhanh lắm, rồi chẳng mấy chốc con sẽ trưởng thành, sống tự lập và rời xa ba mẹ. Lúc ấy ba muốn chơi với con cũng không được ấy chứ. Đi chơi thôi. Tớ đã rắc chút bột tiên lên ba mẹ cậu, để họ nhớ ra họ luôn muốn ở bên cạnh cậu và chơi cùng với cậu nhiều đến thế nào. Đó là món quà tớ tặng cậu đấy. Catalina và con cá ông. Bé Cát Đô này, mấy cuộc họp gần đây mọi người ai cũng khuyên ta lấy vợ. Anh cũng thấy ta rồi đấy. Vì một đất nước vững mạnh, không những cần đến một nhà vua mà còn cần đến một hoàng hậu nữa. Chẳng phải các vị cận thần đã giới thiệu cho ngài rất nhiều nàng công chúa đó sao ạ? Nhưng chẳng có ai vừa lòng ta cả. Thần biết có một cô gái có thể rất vừa lòng nhà vua, nhưng cô ấy không phải là công chúa. Ta không nhất thiết vợ ta phải là một công chúa đâu. Anh hãy nói ta nghe xem, người con gái mà anh nghĩ tới là một người thế nào? Cô ấy là một cô gái hiền dịu như buổi sáng mùa xuân. Khi cô gỡ tóc, mái tóc của cô tuôn xuống như những hạt ngọc trai lấp lánh. Lúc cô rửa tay, nước lấp lánh những mảnh vàng nhỏ. Chính cô ấy là người ta muốn lấy làm vợ, cô ấy chứ không phải ai khác. Ta có thể tìm cô ấy ở đâu chứ? Đó là em gái Catalina của thần. Lúc thần lên đường nhập ngũ, em ấy ở lại với bà nhũ mẫu ở quê nhà. Và thần cũng đã hứa sẽ tìm một vị hôn phu thật tốt cho em ấy. Em gái anh à, thế thì chắc là cô ấy còn đẹp hơn lời anh nói nữa. Ngày mai ta sẽ cho quan hầu đi tìm cô ấy về làm vợ. Chính cô đã để con mèo yêu quý của tôi chạy mất chứ không phải ai khác. Đúng vậy, là nó chứ không phải tại con đâu mẹ. Nhũ mẫu ơi, không phải tại cháu đâu thưa bà.
Cô còn dám cãi? Có ai ở nhà không? Chào bà, tôi đến tìm cô Catalina, vợ sắp cưới của nhà vua. Ông nói ai là vợ của nhà vua? Có phải là con gái của tôi chăng? Tôi không biết con gái bà là ai, nhưng tôi tìm cô Catalina xinh đẹp. Nhà vua đã quyết định cưới cô ấy làm vợ. Bà cho cô ấy đến đây ngay và bảo cô ấy chuẩn bị lên đường. Tôi là Catalina đây thưa ông. Ồ, tôi đã đi qua rất nhiều đất nước, tôi cũng đã qua rất nhiều biển rộng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai có nhan sắc tuyệt trần như cô. Xin cô hãy chuẩn bị lên đường sớm, nhà vua và anh trai cô đang rất mong chờ đấy ạ. Khoan đã, tôi là nhũ mẫu của Catalina, làm sao tôi có thể để con bé một mình đi chặng đường xa như thế được? Xin ông hãy cho tôi theo cùng để chăm sóc cho con bé. Vậy cũng được. Vậy là Catalina lên đường không chỉ cùng ông quan hầu của nhà vua mà cùng với cả bà nhũ mẫu và con gái của bà ta. Nếu không có con Catalina, ắt hẳn con gái của ta sẽ trở thành vợ nhà vua rồi. Cơ hội đây rồi, đúng là ông trời phù hộ cho ta. Tất cả sẽ là của ông, thậm chí ông sẽ còn được nhiều hơn như thế khi con gái ta làm hoàng hậu. Xin ông đừng nói cho ai biết điều này. Tôi... Catalina, hãy tỉnh dậy đi. Ai gọi tôi vậy? Mà ở đây là đâu thế? Ta là một con cá ông. Cháu đang ở trong bụng của ta, một nơi an toàn nhất biển khơi này, nên cháu cứ yên tâm ở trong đó nha. Nhưng tại sao cháu lại ở trong bụng của ông ạ? Cháu không nhớ gì sao? Cháu bị rơi xuống biển, may mà ta đã kịp thời cứu cháu đấy. Cháu đừng lo lắng, hãy cứ yên tâm ở trong bụng của ta. Cháu ở hiền, nhất định sẽ gặp lành thôi. Vậy là sau khi bị bà nhũ mẫu đẩy xuống biển, Catalina may mắn được cá ông cứu giúp. Ở trong bụng cá tuy an toàn, nhưng Catalina rất nhớ không khí mát mẻ bên ngoài. Và nỗi nhớ anh trai Bernardo khiến Catalina đứng ngồi không yên. Ông cá ơi, cháu xin ông hãy cho phép cháu được đi dạo một giờ trên bờ được không ạ? Được, ta sẽ cho phép cháu vào bờ đi dạo. Nhưng tại cháu sẽ bỏ đi đến một nơi nào đó không an toàn. Vì thế, cháu sẽ được lên bờ nếu cháu đồng ý ta buộc một sợi dây vào chân của cháu. Chỉ một con bé bỏng ơi, nếu ta bay được như em thì hay biết mấy. Như vậy ta sẽ nhanh chóng biết được anh Bernardo thân mến của ta đang làm gì và người chồng sắp cưới của ta ra sao rồi. Người đó chính là nhà vua Tây Ban Nha đó. Em chính là bồ câu của nhà vua đây. Em có thể nói cho cô biết về tình hình của những người họ. Ôi, em có thể nói được tiếng người sao? Em hãy mau nói cho ta biết đi. Hóa ra khi về tới cung, bà nhũ mẫu đã đem con gái lên làm hoàng hậu. Ai cũng tưởng đó là cô Catalina. Nhà vua thất vọng, nghĩ rằng anh Bernardo đã lừa dối khi kể về nhan sắc của cô. Đương nhiên, nhà vua đã giữ lời hứa cưới con gái của nhũ mẫu. Nhưng anh cô đã bị nhà vua cùng chân xích tay bỏ vào ngục tù rồi. Trời ơi, ta phải làm gì bây giờ? Cô đừng lo lắng quá. 7 ngày nữa, cô hãy xin cá ông lên bờ. Em sẽ mang tin tốt lành đến cho cô. Thật sao? Những lời mà bồ câu bé nhỏ nói là thật sao? Dạ vâng thưa bệ hạ, cô Catalina thật, hiện vẫn đang còn ở ngoài bể khơi. Cô ấy mới là người khiến cho những hạt ngọc tuôn rơi lấp lánh khi cô ấy rửa tay và gỡ tóc. Cô ấy là một cô gái hiền dịu như buổi sáng mùa xuân. Khi cô gỡ tóc, mái tóc của cô sẽ tuôn những hạt ngọc trai lấp lánh. Lúc cô rửa tay, nước lấp lánh những mảnh vàng nhỏ. Đúng vậy, cô ấy mới chính là Catalina, không phải hoàng hậu có gương mặt sắc lạnh hiện giờ. Bernardo cũng nói về cô ấy như vậy. Người hãy mau mau dẫn ta tới chỗ đó đi. Nhưng thần đã hẹn cô Catalina tới 7 ngày sau, cô ấy mới trở lại bờ thưa bệ hạ. Xin người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi nghe lỏm câu chuyện, hai mẹ con bà nhũ mẫu ăn không ngon, ngủ không yên, bèn tới bờ biển, ngày đêm chờ Catalina xuất hiện. Ôi, mẹ ơi, hay là đợi đúng ngày bồ câu nói rồi ta ra đây? Con mệt quá rồi.
Mệt thì cũng phải đợi. Lúc còn Catalina xuất hiện, nhớ nhà vua đến trước chúng ta thì chỉ còn có hỏng chuyện. Ở yên đấy đi và đừng có kêu than gì nữa. Để mẹ xử lý nó. Ở đây canh chừng nghe chưa? Dừng lại ngay. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Ta chính là nhà vua Tây Ban Nha, chồng chưa cưới của em. Và ta đến tìm em đây. Thật ư? Ngài chính là nhà vua, chồng chưa cưới của em sao? Chính là ta đây. Nàng đã phải chịu nhiều ấm ức rồi. Nàng hãy trở về cung điện cùng ta nha. Còn hai kẻ dối trá độc ác kia, ta sẽ tống giam vào ngục, chờ ngày xét xử. Sau khi gặp Catalina, nhà vua lập tức đưa cô trở về cung điện. Nhà vua đích thân mở ngục cho Bernardo và xin lỗi anh. Một đám cưới không thể mỹ mãn hơn đã diễn ra. Và tất nhiên ở phía biển xa xôi, cá ông vẫn dõi theo và thầm chúc phúc cho họ. Quận gió. Ngày xưa, ở nước Nam, vào đời vua Lê Thánh Tông ở kinh thành Thăng Long, có một tay đại bợm. Vì hành tích của hắn nhanh như gió, chỗ nào cũng vào lọt nên người ta gọi là quận gió. Trộm, có trộm, là quận gió. Đứng lại, bắt lấy trộm, là quận gió. Bắt lấy trộm, trộm. Bẩm hoàng thượng, ngày hôm qua, tên trộm trứ danh quận gió lại ra tay cướp tại dinh thự của quan ngự sử. Tùy lính đã truy bắt gắt gao, nhưng cuối cùng hắn vẫn trốn thoát cả. Tên trộm này thật là liều lĩnh, quân lính được rèn luyện tinh nhuệ như vậy mà không bắt nổi hắn là sao chứ? Theo như thần điều tra, tuy hắn là tên trộm đấy, nhưng lại được người dân vô cùng yêu mến. Đặc biệt dân chúng lại hay giúp đỡ hắn lẫn trốn, nên quân lính mới không bắt được cả. Có chuyện như vậy sao? Nhưng hạ thần đã lùng ra được tung tích của quận gió. Thần xin hoàng thượng cử đội quân tinh nhuệ nhất theo thần tới theo dõi và trấn áp dân để lùng bắt hắn ạ. Có chuyện lạ lùng đấy ư? Hắn trong chuyện này có điều gì đó khuất tất rồi. Tối hôm đó, nhà vua đã ăn mặc giả là một người học trò nghèo đi dạo phía ngoài kinh thành. Theo dấu vết của quan cận thần đã điều tra, vua từ từ đến gõ cửa nhà quận gió. Ông là... Tôi ngồi dạy học ở phường Đồng Xuân. Năm hết Tết đến, được ít tiền về quê, chẳng may bị kẻ trộm lấy mất tất cả. Này, xin cho trú chân một đêm, mai lại đi. Mời ông vào nhà, nhân tiện tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ ít nhiều để làm tiền ăn đường. Nhà anh tôi coi bộ cũng không giàu có gì, làm sao mà giúp tôi được? Chả giấu gì ông, tôi vốn là quận gió đây. Nghe nói ông gặp vận đen, tôi rất thương tình. Quận gió ư? Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ lấy của nhà giàu giúp người nghèo thôi, mà phải là của bất nghĩa tôi mới lấy. Còn như những người làm ăn lương thiện, tôi không bao giờ động đến. Bây giờ ông thử xét xem có nhà nào giàu mà gian ác bất lương, cứ cho tôi biết, tôi sẽ vì ông giúp đỡ. Có nhà ông Bá Vân ở phía đông thành đấy, hắn có cửa hàng buôn bán giàu to, giàu có cửa vạn. Nhảy cho vay một lớp vốn 5-7 lớp lãi lấy được, nhưng vì họ cũng chưa hại đến ai. Tôi thấy nhà ông gì gần đây ruộng sâu trâu nái, nhà ngói tường vắt, coi chừng thế nào. Không được, nhà ấy trận lực làm ăn, trời chưa sáng đã dậy ra đồng, mặt trời lặn mới về thổi cơm, cần cù như thế không nên lấy. Thôi, có anh Quang coi kho kia hay ăn bớt của công, hôm nay nhân thể tôi đi lấy cho. Thật thế ư? Tôi đã tra xét kỹ, hắn lấy của công mỗi ngày một ít, đưa về quê tậu vườn tậu ruộng, có đến hàng trăm mẫu cơ. Tôi tuy là thầy đồ dạy học chân yếu tay mềm, nhưng cũng vẫn muốn đi theo anh để một lần được tận mắt trông thấy tài nghệ của anh. Không được, đây là một việc hết sức nguy hiểm, tôi không muốn ai gặp họa vì tôi hết. Nhưng quả thực tôi muốn đi theo anh một lần thôi. Thôi được rồi, trước khi lấy, tôi sẽ cho ông thấy đủ tang chứng là của phi nghĩa. Nhưng ông phải giữ cho thật im lặng mới được nha. Ông đứng im ở đây, tôi đi cắt dậu tìm cách mở cửa vào nhà trước.
An toàn rồi tôi sẽ kêu ông vào. Đây là bạc hắn mới trộm của kho về, để riêng chưa dùng đến. Thôi, anh cầm lấy về quê, ngày đi mà ăn Tết. Đừng có la cà đâu, để chúng bắt được đó. Anh nói đúng, đây đúng thật là của bất nghĩa. Chúng dám lấy tiền bạc của vua để làm của riêng ư? Trời ơi, tôi đã nói ông, giữ im lặng rồi mà. Trộm, có trộm. Trời ơi, bị phát hiện rồi, chạy mau. Hoa này ta đã bắt được tay trận ngươi nha, tên cướp quận gió nổi tiếng. Ta chỉ đến lấy những thứ đồ phi pháp mà nhà ngươi đút túi riêng mà thôi. Cũng may ta có sự chuẩn bị, mấy tên quan trong vùng này thật là ngu ngốc nên mới bị ngươi trộm hết lần này đến lần khác. Để ta xem tên trộm quận gió nổi tiếng một thời này là ai. Tình kia nữa, ngươi đi theo trộm cùng quận gió cũng có nghĩa là tông phạm rồi. Người chết chắc rồi. Hoàng thượng, sao sao ngài lại ở đây? Hạ thần không biết hoàng thượng giá lâm, xin người lượng thứ. Cái gì? Hoàng thượng? Đúng, ta chính là hoàng thượng. Hạ thần thật đáng chết. Thần đúng là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Xin hoàng thượng tha tội chết. Đúng, người đáng tội chết. Dám bọn rút công quỹ, lấy tiền vàng mang về làm của riêng. Tội này không thể tha. Người đâu, bắt hắn giam lại cho ta, chờ ngài xét xử. Xin hoàng thượng tha tội. Tha tội. Hạ thần cũng có mắt như mù, xin hoàng thượng xá tội. Hơn nữa hạ thần lại là một tên trộm, tội đáng chết. Xin hoàng thượng hãy bắt giam và xử tử hạ thần. Đúng, người có tội khi đi trộm cắp, nhưng ta thấy ngươi lại là người nghĩa hiệp, chỉ trộm của những kẻ giàu có, trộm những tiền bạc bất lương để chia cho những người nghèo khổ. Nay ta ban danh hiệu cho ngươi là tên trộm quân tử. Từ nay, ngươi có thể ra vào cung gặp ta, có thể tàu đến ta những quan lại nào tham nhũng, ta sẽ xử họ thật thích đáng để làm gương cho những kẻ khác. Cảm ơn hoàng thượng ban ơn. Quận gió được vua ban chức tước và được ban thưởng rất hậu, được thưởng rất nhiều, nhưng quận gió cũng không giữ hết cho riêng mình mà chi tiền cho những người nghèo khổ. Vì vậy ai nấy đều kính trọng quận gió, tên cướp đầy nghĩa khí nước tiếng ở kinh thành một thời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.